Máy móc Minh Chí xin chào tất cả anh em. Trước mắt anh em đang là mẫu cảo rô tin với 3 chi tiết, kích thước là 30, 36 và 40 mm. Sản phẩm này thì là một trong số những sản phẩm được làm từ hợp kim thép cao cấp, chịu được cái lực kéo lớn và có thể sử dụng tháo mở bằng khí nén. Sản phẩm này đầu tiên tôi sẽ đi vào cái dòng là 30. Đường kính 30 thì là cái đường kính lỗ là 30 mm. Đường kính ti gen là 29,2 mm. Đầu tán lục giác nó rơi vào tầm 26,5 mm. Độ dày má đưa vào rô tin thì sẽ rơi vào tầm 8,2 mm, là loại bé nhất bên tay trái ngoài cùng của tôi. Còn cái tôi đang cầm đây là loại thứ hai. Loại thứ hai là đường kính ở giữa này là 36 mm. Đường kính lỗ là 35,6 mm. Đường kính ti gen là 29,2 mm. Đầu tán lục giác là 26,5 mm. Và độ dày má đưa vào rô tin nó sẽ rơi vào tầm là 8,6 mm cho anh em. Đây, cái này cái tôi đang cầm là cái nhỏ nhất anh em ạ. Nó sẽ lần lượt từ trái qua phải, cỡ nhỏ nhất là 30, cỡ ở giữa là 36 và cái màu xanh bên tay phải tôi là đường kính 40. Thì cái màu xanh đường kính 40 với lỗ là 35,6 mm, đường kính ti gen sẽ nó rơi vào tầm là 29,2 mm và đầu tán lục giác là 26,5 mm. Và độ dày má đưa vào của rô tin nó sẽ là 9 mm. Đây là một trong số những cái sản phẩm cảo rô tin ba kích cỡ rất là chất lượng. Các bạn có thể chọn một trong ba cái kích cỡ 30, 36 và 40 anh em nhé. Anh em thích cái loại sản phẩm nào thì các bạn có thể liên hệ. Cảm ơn anh em đã xem video và hẹn gặp lại anh em ở trong những cái video giới thiệu sản phẩm tiếp theo nhé. Mọi chi tiết đặt hàng anh em có thể liên hệ với cả bên mình qua website là maymocminhchi.com hoặc là minhchimaymoc.com. Các cái trang thương mại điện tử như là Shopee, Sendor, Lazada, Fanpage cũng như là YouTube của bên mình là Máy Móc Minh Chí. Thì mình sẽ để những cái link liên hệ ở ngay dưới phần video cũng như là bài viết sản phẩm để cho anh em chúng ta thuận tiện liên hệ đặt hàng. Ngoài ra thì Zalo của bên Máy Móc Minh Chí là 0915 498 666 hoặc là 0978 390 231. Các bạn có thể liên hệ để hỏi về lịch trình của sản phẩm cũng như là hướng dẫn sử dụng sản phẩm. Ngoài ra thì bên mình có để thêm một cái link QR Zalo OA ở bên góc phải màn hình để cho anh em chúng ta phòng trường hợp nếu mà không liên lạc được các cái kênh chăm sóc khách hàng của bên Máy Móc Minh Chí thì các bạn có thể là quét cái mã Zalo QR OA để đến với nhân viên chăm sóc khách hàng một cách nhanh nhất. Các cái dòng sản phẩm của bên Máy Móc Minh Chí thì đều được bảo hành đầy đủ theo các cái chế độ hậu mãi của đại lý, và sản phẩm thì ship hàng toàn quốc đến nơi anh em chúng ta xem hàng, kiểm tra hàng và thanh toán tiền tại nhà luôn để cho anh em hoàn toàn yên tâm nhé. Và cuối cùng, một cái thông tin mà anh em chúng ta cần phải lưu ý đấy chính là các cái dòng sản phẩm của bên mình khi update giá ở trên YouTube hoặc là trên các cái ảnh của sản phẩm thì giá có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm. Cái giá thay đổi này nó đến từ rất là nhiều yếu tố, có thể là do lạm phát, hoặc là có thể là do chi phí vận chuyển tăng lên, hoặc là do đại lý tăng giá hoặc là giảm giá. Thì để chi tiết nhất các bạn có thể là ép Zalo hoặc là liên hệ với cả các cái link chăm sóc khách hàng của bên mình để hỏi về bảng giá chi tiết anh em nhé. Cảm ơn anh em đã luôn ủng hộ Máy Móc Minh Chí và hẹn gặp lại anh em ở trong những video giới thiệu sản phẩm tiếp theo nhé.